bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thế và đây là cái cách mà mình gấp chiếc máy bay giấy này các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta phải gấp đôi tờ giấy lại theo chiều dọc. Rồi. Sau đó là chúng ta gấp cái góc này đi vào với đây để sao cho cái đoạn thẳng này nó chéo như thế này. Nên bắt đầu mình gấp như này nhé. Đây. Cái mũi nhọn này nó thẳng với cái tâm này. Ok. Tiếp theo nữa là bên đây, mình cũng làm y chang vậy. Rồi. Đấy, như thế là ta đã có một cái dấu chéo ở đây. Bây giờ tiếp tục ta gấp cái góc này sang với cái góc này. Đây. Đây cái góc này đây. Rồi ok. Tiếp tục thì ta lại lấy cái góc này cho sang cái góc này. Rồi. Bắt đầu ta gấp cái này vào. Rồi mình đặt nó lên. Đó. Rồi ok. Bây giờ chúng ta cũng làm y chang. Ok. Bắt đầu chúng ta hạ này xuống. Rồi, chiếc máy bay của chúng ta nó sẽ có cái hình thù như này. Tiếp theo là chúng ta cắt ngang đây, gấp chỗ này xuống đây. Đây. Ok. Bây giờ chúng ta gấp cái này vào. Đó. Rồi. Bẻ tiếp này xuống. Rồi chúng ta lật này lên. Đây. Rồi úp này xuống. Đây các bạn nhé. Giờ chúng ta gấp này. Đó. Tiếp theo là bên đây. Nếu bạn nhìn. Đó. Rồi bắt đầu chúng ta mở lên. Nâng này lên này. Đấy. Và thế là chúng ta đã thành một cái mỏ như này. Tiếp đến là chúng ta làm bên đây cũng y chang vậy luôn.
Tiếp theo mình cũng làm nhấc này lên. Các bạn giữ tay ở chỗ này nhé. Nhấc lên. Đây mình đẩy hướng này cho nó sáng cho các bạn dễ nhìn này. Đó, kéo lên là nó khắc các cái rô này thôi. Đó. Rồi, và chúng ta gấp này lại, bẻ này ra. Ok. Đó là từ đây thì chúng ta gấp này vào. Đó. Và chúng ta bẻ này ra. Tiếp đến là bên đây nữa. Và chúng ta lật này lên nhé. Rồi. Tiếp đến là cái phần ở cái phần đuôi này. Đây, chúng ta gấp này. Mà chúng ta lật qua lại. Ta bẻ này lên. Ok. Rồi, như thế là chiếc máy bay giấy của chúng ta cũng đã xong. Rồi, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.